Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Thưa quý vị và tất cả các bạn, còn rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng mở cánh cửa tiếp theo của Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Nhưng trước hết chúng ta cùng xem vị khách mời này đang chuẩn bị chương trình như thế nào. Nam Thư xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thật sự là rất là vui vì hôm nay được mời. Nhưng mà em cũng thắc mắc tại sao chương trình lại mời em trễ đến như vậy. Tới mùa thứ ba rồi mới mời em. Hai mùa trước mình ở nhà mình coi TV đó thì thật sự rất là nôn nao. Cảm thấy là các đồng nghiệp của mình lên đây được thử thách thì nói trời ước gì một lần mình được đứng ở cái sân chơi đó để mình được thử thách. Thì hôm nay đúng như ước nguyện là mình đã được đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Hy vọng là Nam Thư sẽ chết sức là hết mình. Đối với diễn viên thì trước khi ra quay lúc nào cũng có kịch bản. Nhưng Ơn Rời là một cái chương trình rất khác. Đại bản Thư bây giờ hoàn toàn như trang giấy trắng, chẳng biết gì cả. Nhưng mà cho em nhắn trước là dạo hôm nay em bệnh nên cái gì cũng nương tay. Nếu Nam Thư vào phòng anh Tự Long thì chắc mình sẽ xài mỹ nhân kế quá. Trấn Thành thì mỹ nhân kế nó tán như trong mặt à. Và không ai khác khách mời trong căn phòng này đó chính là diễn viên Nam Thư. Xin mời. Xinh đẹp mà lộng lẫy luôn. Tôi giật mình đấy. Trời ơi, bạn mất bao lâu để hóa trang ra thế này? Em đội cái đầu này em rất là nặng. Giờ em cũng biết số phận em đi về đâu nữa. Anh ơi, bây giờ em đi ra được không? Chứ em không, thấy... Không, không được. Nguy hiểm quá. Theo kinh nghiệm mà tôi làm ấy, điều này đừng nói cho anh Hoài Linh với quý vị biết là khách mời nữ ấy, dạ, mà cứ căng thẳng quá ấy, là hoàn toàn có thể ôm tôi nhẹ nhàng một cái để đỡ căng thẳng. Dạ thôi em không cần đâu. Em nhớ nhá, em nói không cần nhá, rồi anh không chịu trách nhiệm. Dạ em vào nhá. Hy vọng em có quay trở về. Ơn Rời, công chúa đành đã đây rồi. Ta là hồn ma của Thái Giám Tổng quản đây. Hôm nay ta quay về để hỏi tội ngươi. Sao ngươi hành hạ ta, làm ta chết oan chết ức như vậy? Cái đó là tai nạn thôi mà, vô tình thôi chứ có ai cố ý đâu. Tai nạn gì? Thì hôm bữa mình chơi đó, mình lỡ giỡn lỡ trớn, đẩy qua đẩy lại, ta đẩy ngươi xuống giếng thôi mà. Trời ơi, trời ơi, đẩy xuống giếng mà mày nói lỡ tai hả? Lỡ tay chơi mà. Lúc đó mình chơi là mình giao kèo với nhau, là mình chơi tới bến, hiểu không? Người nói đi, ta chết rồi, còn vợ con nơi quê nhà của ta thì sao? Điệt ạ, ta dám với vợ con cha. Ta có vợ trước khi ta tịnh thân mà. Trời, dĩ nhiên là phải có vợ có con. Đang trong cái ngày hạnh phúc của gia đình thì hoàng thượng bắt ta vô đây thẹn. Ta khổ lắm rồi, vậy mà còn giết chết ta. Ngươi là công chúa độc ác mà. Ta đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn thôi. Ta xin lỗi rồi mà, bây giờ ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi hài lòng đây? Hầu thôi. Hết hồn. Nô tài chưa chết. Chết hả? Nay là nô tài hù công chúa thôi. Tới nói nghe nè. Dạ. Ừ, nói nghe nè. Dạ. Dạy. Có giỡn gì nữa nha chưa? Dạ. Yeah. Mày muốn giỡn thì xuống giếng thiệt đó. Dạ. Yeah. Cẩu nô tài có tội. Cẩu nô tài không dám giỡn như vậy nữa. Cẩu nô tài là con chó. Trời. Công chúa biết tại sao mà nô tài phải hù dọa công chúa không? Sao vậy? Là bởi vì hồi sáng nay nè. Sáng nay sao? Hoàng thượng có ghé thăm công chúa. Rồi không thấy công chúa đâu hết trơn. Hoàng thượng nổi giận lôi đình râm 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 râm. Hoàng thượng hỏi là công chúa đi đâu. Rồi ngươi nói như thế nào? Nô tài không có dám nói là công chúa đi bắt Pokemon. Bây giờ công chúa làm như vậy khó cho nô tài lắm. Lỡ lần sau hoàng thượng tới đây, nô tài phải nói như thế nào nè? Lần sau mà hoàng thượng á cha ta tới tìm ta thì bây giờ ngươi nói ta đi bắt cái khác. Hoàng thượng mà biết được công chúa coi như là di hành mà ra ngoài kia là hạ thần sẽ bị bay đầu nữa. Công chúa không thương lão thần sao? Đúng rồi, ta cũng lo lắng lắm. Nhưng mà đầu là đầu của ngươi chứ không phải đầu của ta mà ta phải lo.
công chúa không có thương lão thần. Sao? Lần sau hứa với lão thần đi, đừng có đi chơi nữa. Ừ. Nếu mà có đi chơi thì phải về sớm, đừng có về khuya nữa. Ừ. Bây giờ chơi với lão thần nha. Chơi gì nè? Trong cung mình phải chơi những cái bộ môn mà nó có trí tuệ một chút. Đây, chơi môn này. Uống nước hả? Đây là một trò chơi trí tuệ mà hoàng tử nước Lân Bang Trường Giang đã ban tặng cho đất nước của chúng ta. Trò chơi xếp ly. Ở đây có một chồng ly. Đúng. Làm sao mà công chúa có thể xếp được cao nhất có thể mà ly không có đổ? Mời công chúa xếp. Rồi. Rớt hết rồi. Để công công xếp cho. Đưa xếp đây. Cho được nha. Sao không được? Ừ. Cao nhất. Công chúa là phận nữ nhi đó nha. Chứ công chúa mà là nam nhân á, công chúa đứng vậy còn cao nữa đó. Dạ. Trong cái hoàng cung này ta là cái gì? Dạ là công chúa. Ngươi là cái gì? Dạ là thầy ạ. Ngươi mới làm cái gì? Nãy chơi. Chơi trò chơi gì? Xếp ly. Xếp ly xong ngươi lên người trên người ta, ngươi xếp hình à? Nô tài đang chết. Nô tài. Thôi dạ. Thôi. Đúng rồi. Mạnh lên. Nô tài ngất xỉu. Vô à. Nhiệm vụ của nô tài là hôm nay phải làm cho công chúa vui. Được rồi. Mình ngồi xuống đi công chúa. Hả? Ngồi xuống. Mình chơi quảnh tù xì nha. Ừ, đó là trò này nè. Quảnh tù xì. Ra cái gì? Ra cái này. Em nói nghe nè, bộ bài đứa mình ra được có kéo hoài vậy ta? Mình phải ra cái khác. Thôi, quán tù xì, ra cái gì, ra cái này. Tôi nha. Lần nữa đây nha. Tôi nha. Ờ. Quán tù xì, ra cái gì, ra cái này. Hạ thần thắng. Bây giờ mình mới giao luật nè. Người thắng sẽ được giả vô mặt của người thua một cái. Vậy là? Hồi nãy á, hình như công chúa bắt Hạ Thần giả nhiều ca lắm phải không? Cái này là Hạ Thần thắng đó nha. Quá. Sao? Ai nói với ngươi là cái búa sẽ thắng cái kéo? Trời ơi trời. Ở trong đây 3000 con cung nữ bên dưới đều nói như vậy. Đúng không các bạn? Không. Không sai sao. Sai rồi. Đây là triều đình của công chúa, nó theo phe công chúa. Hạ Thần không hỏi tụi nó. Sai rồi. Bây giờ ta hỏi ngươi, ví dụ như là tấm vải của ta nè. Ừ. Ngươi lấy cái búa của ngươi ra ngươi cắt coi thử có đứt hay không. Búa cắt là không đứt. Nhưng mà kéo cắt thì sẽ đứt. Vậy thì cái kéo phải thắng cái búa. Công chúa hà hiếp nô tài. Giả đi. Có muốn gỡ không? Ra cái búa đi Hạ Thần chơi. Ngươi ra cái gì? Kệ Hạ Thần. Ok. Quán tù xì, ra cái gì? Ra cái này. Ngươi không ra cái khác. Hồi nãy nói cái kéo thắng cái búa, thì bây giờ phải ra cái kéo để thắng cái búa, đi được giả đưa mặt đây. Ai nói cái kéo sẽ thắng cái búa? Sao? Ví dụ như bây giờ ngươi đóng cái này cho ta đi, ngươi lấy cái kéo người ta đóng đinh được không? Hả? Hay là phải lấy cái búa mà đóng đi đóng đóng? Hả? Vậy thì cái búa phải thắng. Đưa mặt đây, ta thấy cái đường về mà gỡ là xa xôi lắm rồi đó. Đưa đây. Trời ơi. Hạ Thần. Sao? Xìu. Công công. Vậy chơi với ta đi. Công công. Cái gì vậy? Mày có biết mày là người làm trong quán không?
Từ nãy giờ mày ngủ gật, mày nằm mơ, rồi mày luôn miệng kêu công công này công công nọ. Mày tưởng mày là công chúa hả? Mày là con ở trong quán của tao, mày biết chưa? À, ông ơi, con xin lỗi. Tại tối qua ăn thức khuya coi phim dữ quá. Làm ăn lương nghe chưa? Dạ. Bận cái bộ đồ này là để tiếp khách. Dạ. Mày là người làm mà mày lý sự đây, à. Đây, dọn đồ đây. Lại là, lại là. Dạ, xin chào quý khách. Dạ, kính thưa quý khách, đây là menu của quán em. Dạ, quý khách hãy tự chọn. Đây là đó, tất cả các món nè, ví dụ như nè đó. Quán này có cơm sườn không? À dạ, quán của em bán theo cái phong cách cổ trang á, nên cơm sườn chưa có cập nhật. Cập nhật chứ cập nhập là cái gì con kia? Dạ, cập xong rồi mình nhập. Gọi là cập nhập. À. Dạ. Cái nhập tao hiểu, còn dạ, cái cặp là cái gì? Là cặp bến đó, xong mình nhập hàng vô đó. Mày lành lắm. Dạ. Bây giờ nè, quán có gì nói tao nghe. Dạ, quán có những món ví dụ như là Phượng là hoàng quay lửa hồng. Ê! Làm việc ở trong quán mà không có biết món ăn mình như thế nào thì làm sao tiếp khách hả? Tát như một cái. Đúng quá mà. Đó. Hồi nãy mày tưởng mày công chúa mày tát được, chứ bây giờ tao chủ quán thì tao tát nha mày. Dạ, hả? Sao hả? Rồi thí dụ bây giờ khách khứa tới. Dạ. Mà cần múa hát. Dạ. Thì phải ra phục vụ. Dạ. Biểu diễn một tiết mục cho khách coi. Sao đành nỡ quên đi bao ngày tháng bên nhau. Anh với em cùng nhau hạnh phúc. Anh thích ăn khoai tự. Còn riêng em thích ăn khoai mì. Em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai. Ai, 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 anh, ai, ai, hợ, ai, ai. Ô, 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 yêu, yêu, hai con tiền mà hai con tiền, dạ. Mứa nhà ngươi thì là vô dụng, không làm gì được cho quán hết. Dạ. Bây giờ với một người khách khó tính. Dạ. Người ta không cần ồn ào. Dạ. Thích sự yên tĩnh. Dạ. Vậy là một người khách đang thất tình, đang cần sự đồng cảm, thì ngươi cũng phải biết cách làm sao cho khách họp vui lòng. Dạ. Chia sẻ với họ. Dạ. Kể cho khách nghe một câu chuyện. Nằm xuống đây. Cô nương ơi, thê tử của tôi mới vừa cuốn gói theo Xuân Bắc rồi. Xuân Bắc nhìn vậy mà rù quên con gái giỏi lắm. Tôi đau khổ quá. Ờ, chàng à, chàng đừng đau lòng nữa. Bởi vì trong cuộc sống này có nhiều điều khó nói lắm. Để người ta đi đi và đừng ngẫm nghĩ. Hiểu không? Chúng ta không thuộc về nhau. Rồi chúng ta không thuộc về nhau. Khi mà cuộc sống này nè, có một cái cánh cửa nào đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Nhà tôi không có cửa. Ở hầm mộ hả? Nhà tôi là cái nhà chòi ở dưới chân cầu, ông mua cái cửa nên vợ tôi chê tôi nghèo bỏ tôi đi. Trời ơi, ta thật là đồng cảm với người phụ nữ đó. Vậy là bỏ đi là trời đúng không? Trời ơi, trời ơi, cô nương an ủi ta, ta tới ăn mà cô nương nói như vậy ta không muốn ăn nữa, ta bỏ quán ta đi. À, đây không, 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 không sao hết. Có những người người ta buồn đó thì người ta sẽ ăn. Người ta ăn gặp mày gặp mặt để người ta quên đi nỗi buồn, hiểu không? Giống như là chị ruột của em đó. Chị nào? Ờ, chị Otto Kệ á. Nghe tên kỳ vậy. Ờ, dạ chị ở bên cái nước khác. Chị ăn riết mà chị mập á, mà người ta tưởng chị có bầu luôn á. Nên mình giải quyết được mà. Hiểu không? Thiệt tình, cái con nhỏ nào ăn chi cho ta tưởng có bầu chứ thiệt. Rồi. Nên thực khách ơi, thực khách hãy chọn món ăn của quán em đi và ăn bảo đảm, ăn là hết buồn. Nhưng lỡ ta ăn nhiều, người ta cũng tưởng ta có bầu thì sao? À, chuyện đó không bao giờ xảy ra được đâu, người ta chỉ tưởng là bụng bia thôi chứ làm sao mà có bầu được. Vậy thì ta an tâm. Bự thì sang. À, hình như cuốn sách này có tản hương. Trời ơi. À, hình như cô bỏ độc vào cuốn sách. À. Chết rồi. À. Cái gì vậy? Bị gì? Cái hộp nhân tạo. Nằm xuống đi, hộp nhân tạo cho. Hộp nhân tạo cho. Không cần. Công chúa. Công chúa. Công chúa ơi. Là công công nè. Hồi nãy giờ công công đang mơ. Công công mơ công công là ông chủ của công chúa. Ồ vậy hả? Ừ. Công công à, công nhận công công lật mặt nhanh ghê. Hồi nãy giờ nhà người mơ, biết nhà người tán ta mấy cái không?
Ý, vô rồi. Vô rồi kìa. Vô cắt, rồi kìa. Cắt, cắt. Qua đây, qua đây, qua đây. Mọi người chờ em thôi. Cái chỗ này phải thể hiện là em ác lên. Em ác lên hả? Phải hành hạ cái người này. Cái gì ai? Cái phân đoạn này là nó phải thể hiện cái mặt thứ hai của em. Em hiểu không? À, đúng rồi, đúng rồi. Tâm lý tàn nhẫn. À, dạ, dạ. Im lặng, tôi đang nói chuyện. Chết cha. Dạ, dạ, không. Bây giờ nha. Dạ. Anh sẽ làm thử cho em coi. Dạ rồi, rồi, ok anh. Đạo diễn ơi, mình một phe mà. Bây giờ là chúng ta có thuộc về nhau. Tập trung. Tới cái đoạn mà tỉnh dậy một cái. Tỉnh dậy, dạ. Bức tóc liền cho ta. Dạ, tát cho mặt. Bức phía sau cho đây nè. Làm đi. Dạ. Camera rolling. Công chúa, hãy niệm tình nô tài săn sóc thai tả cho công chúa bao nhiêu năm. Mà xuống tay nhẹ nhàng, con đạo diễn lật mặt nô tài rồi. Công công à. Ừ. Ta là một người sống có trước có sau. Trời ơi, đừng quên luôn cái sau cũng được, quên luôn cái trước cũng được. Nói chung là ta cũng biết ngươi rất là đáng thương. Thương không như... sao hết, cái gì cũng vậy, nó nhẹ nhàng thôi, hiểu không? Bận tay vào. Dạ. Đạo diễn ơi. Nó diễn kiểu này sao còn diễn viên diễn chung nữa. Cái phim này là phim Người Thái Giám Tội Nghiệp. Mà nó siết cổ chết thì đâu còn vai chính. Không, không chết, cái chỗ này chưa chết được. Cái này là mình thể hiện cái sự tra tấn của đúng cái rồi. Cô này. Ví dụ như là mình trong vai Thái Giám thì mình phải đá vào. Đạo diễn này nó sai quá, đạo diễn dạ. Sai quá. Đúng rồi mấy. Ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Hay quá. Tôi cần cái này. Tuyệt vời, chú, đứng dậy, đứng dậy. Nó đã trúng thiệt. Thôi, diễn viên mình phải hy sinh những cái chỗ này, tai nạn nghề nghiệp là bình thường. Tôi sẽ mời chú một cái vai nữa, trong một cái dự án sắp tới của tôi. Đạo diễn quên tôi luôn trong cuộc đời này đi. Không, chỉ có chú mới làm được. Tôi không cần. Chỉ có chú mới làm được. Vai diễn là nô lệ của nữ hòa cập tra tấn. Cấu xé. Tôi diễn vai nữ hoàng Ai Cập hay tôi diễn vai nô lệ? Chú nghĩ sao chú nữ hoàng chú? Là tôi diễn nô lệ bị tra tấn nữa hả? Chú rất là hợp. Dạ dạ. Cảm ơn em. Chú dạ. Thì tuyệt vời. Cảm ơn em đã giới thiệu cho. Dạ. Chú ơi, có sao không? Chú gì chú? Ba phải đóng giả là người lạ của con tới bao giờ nữa thư? Ba mệt mỏi quá thư ơi. Hãy một con đánh bà đau thiệt thôi. Chú đừng có nói gì nữa. Con kêu ba là chú nữa. Bọn mày cho tao biết tao ba mày mình dục lắm mà thư. Sao mày cứ bắt tao làm cái vai quần chúng hoài vậy thư? Tao ảnh hưởng gì tới công việc của mày mà mày bắt tao làm cái công việc này hoài? Tao là ba mày mà thư. Con muốn hả? Ba nghĩ con muốn là con lên đoàn phim con thấy ba đóng quần chúng rồi ngồi ngoài một cốc ăn cơm một mình trong khi con ngồi trong này mấy lạnh mấy đồ hả? Ba nghĩ con muốn sao? Nhưng mà vì cuộc sống bây giờ lên báo chí tất cả mọi thứ đã giới thiệu là con từ nước ngoài về rồi, không lẽ bây giờ nó hô hào thì là ba tôi sao? Rồi ba xin lỗi. Thôi bây giờ ba xin lỗi. Thằng này không có nuôi con được, không có tiền. Cái con mình nó giỏi, nó làm diễn viên thì mình phải theo mình hầu thôi chứ. Nói gì giờ, nó không nhận mình thì thôi mình chịu chứ mình nói gì giờ. Thì tôi cô diễn rồi tôi hầu. Không phải là con không có nhận ba, nhưng mà... Thì cô mới nói đó, cô sợ báo chí nó biết tôi là ba cô. Thì thôi diễn đi, rồi tôi hầu. Trời ơi, con tôi, nó không nhận tôi. À,
công chúa ơi, công chúa khoan ơi. Đã, khoan đã. Công chúa ơi. À, đi qua đây chút xíu. Lúc nãy ông tới chỗ bàn tôi làm việc làm gì vậy? Có gì không đạo diễn? Tôi để một cái đồng hồ trên đó và bây giờ nó mất rồi. Ông là người mới duy nhất trong cái đoàn phim này. Thì đạo diễn đừng có nói như vậy. Tại vì tôi không có cơm trưa. Cái tôi vô tình tôi thấy cái sắp danh sách diễn viên tôi lợi tôi coi có cái tên tôi trọng được nhận cơm trưa. Chứ tôi không có lấy gì. Đạo diễn đừng nói tội nghiệp tôi. Nói gì? Cái đồng hồ đâu rồi? Ông biết nó bao nhiêu tiền không? Dạ nhiêu? 70 mấy ngàn. Trời, 70 mấy ngàn thôi tôi có lấy 150 lương tôi đền cho. 70 mấy ngàn đô. Anh ơi, anh bình tĩnh. Em đi ra chỗ khác đi, đây không phải việc của em. Đi ra bên kia. Nhưng mà em nghĩ không phải chú lấy đâu. Chú này rất dậy thấy cái vậy chứ mà dễ thương hiền lành lắm. Làm gì dám cả gan cầm cái đồng hồ của anh không? Bây giờ có người nói là chú lấy. Không có đâu, chú không có lấy cậu đâu. Cậu đừng có nhìn cái ánh mắt như vậy với con tôi. Cậu đừng có nói không lẽ nó lấy. Thì tôi nhận nè. Ừ, tôi lấy á. Không, chú không có lấy đâu. Nếu như ông lấy thì ông chuẩn bị ra nói chuyện với công an đi. Còn em á, nghe anh nói nè. Cái vai diễn này của em là anh cân nhắc dữ lắm rồi. Cái thỏa thuận của tụi mình không lẽ bây giờ anh phải nói ra. Thỏa thuận gì đạo diễn? Chúng tôi có những cái trao đổi qua lại. Cô ta cần vai diễn, còn tôi thì cần cái khác. Tôi cần người yêu. Nói ba nghe, con bán mình hả tôi? Ba của cô? Không, cậu để tôi gia đình tôi nói chuyện nhau. Nói ba nghe, nó nói dối thôi. Nói ba nghe đi nè, nói ba nghe thiệt không con? Không, nói ba nghe nó... Tôi làm chuyện xấu hổ tao vậy tình. Tao lại mày. Đạo diễn bắt tôi đi đạo diễn ơi. Đừng có làm như vậy với con tôi đạo diễn ơi. Nếu con không làm vậy tiền đâu con mua thuốc cho má? Nếu con không làm vậy tiền đâu con cho mấy đứa em mình đi học? Mà tôi không sung sướng lắm sao ba? Thì để già này chết đi chứ để sống chi mà nhìn cái cảnh này. Trời ơi con tôi mà đi làm nghề chứ nó đâu có đi bán thân rồi đâu. Quá tuyệt vời, quá hay, quá xúc động. Tôi hỏi thật nhé, hai bạn tập với nhau cái này lâu chưa? Mất bao lâu để tập? Thưa quý vị là hồi xưa thì ở trong trường thì Trấn Thành với Nam Thư là hai người bạn học chung một lớp với nhau. Sau này mỗi đứa một công việc. Thì ngày hôm nay vô tình Thành biết là Thư vô phòng của Trấn Thành. Thì Thành mới nói là Thư ơi, mình chơi mình không biết trước nó mới vui nghe. Thì Thư rất là vui, Thư nói là Thành có cho Thư biết trước Thư cũng không nhận đâu. Tại vì chơi là phải không biết nó mới vui. Chứ biết trước ra mình lại diễn. Đó là 100% những gì mà Nam Thư đã nói với Trấn Thành. Tôi rất biết điều này. Thưa quý vị, đó cũng là một trong những cái điều đặc biệt của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thank God You Are Here. Khách mời đến biết luật chơi, chưa biết vào phòng nào. Và nếu có vô tình biết vào phòng nào thì chắc chắn sẽ không bao giờ biết kịch bản có những điều gì xảy ra. Vì sao tôi hỏi câu như vậy? Là bởi vì tôi thấy các bạn phối hợp với nhau nó mùi, nó nhuần nhuyễn, nó hay, nó tròn trịa tới mức mà tưởng tượng là phải tập cả tháng trời thì mới có thể như vậy được. Kể cả Vinh vào nữa, ở ngoài con bảo, trời ơi, Vinh làm thế này là bị sai rồi, phải vào là phải về phe của Trấn Thành để hại bạn Nam Thư cơ mà. Và cuối cùng hóa ra tất cả là, Vinh. Vinh cũng có âm mưu hẳn. Tôi phải nói đây là tuyệt vời. Xin mời giám khảo Hoàng Linh ạ. Cảm ơn Trấn Thành. Em là cái người đưa banh rất là giỏi. Ở đây em không nương, nhưng ít nhất trong cái khoảng thời gian học chung với nhau, em và Nam Thư cũng đã hiểu ý nhau nhiều. Cho nên cái sự quan bắt ngày hôm nay nó rất là nhịp nhàng và ăn khớp. Giống như là hai bạn đã hiểu cái tính tình của nhau và hiểu cái cách diễn của nhau luôn. Và anh thích. Từ trước tới giờ anh chưa nói câu này đối với em. Anh chưa nói cái câu anh thích Trấn Thành. Anh quý em, anh thương em, anh coi em là một đứa em ở trong nghề.
Anh nể cái tài năng của em, anh nể cái kiến thức của em, anh nể cái ngôn từ của em. Và hôm nay thật sự ra luôn, anh nể kể cả cái tình bạn của em dành cho bạn mình. Cảm ơn Trương Thế Vinh. Em vào 2 lần rất ngắn nhưng đem đến cho Nam Thư và Trấn Thành 2 cái đoạn diễn rất là đắt. Cảm ơn Trương Thế Vinh. Nam Thư, anh em mình làm nghề chung với nhau cũng khá là lâu. Bữa nay anh ngồi đây, anh rất là vui vì những tiếng cười của khán giả dành cho em. Anh nhìn thấy một Nam Thư đã trưởng thành trong nghề. Tất cả những cái hỉ nộ ái ố ở trên cái sân khấu này em đã đem ra hết. Không biết nói gì hơn nữa là anh cảm ơn em và chúc mừng Nam Thư. Em tuyệt vời. Xin cảm ơn những lời nhận xét rất chân thành, đầy xúc động của giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị và tất cả các bạn, căn phòng thứ 4 đã cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Trước khi đến với căn phòng thứ 5, chúng ta cùng đến gần hơn với giám khảo Hoài Linh. Xin mời. Đã đến căn phòng thứ 4, chuẩn bị bây giờ sẽ là căn phòng thứ 5. Anh có định đưa ra những cái thử thách mà thật ghê gớm dành cho 4 khách mời của chúng ta để tìm ra người nào xứng đáng nhận cúp của chương trình không ạ? Thật sự ra tới cái phòng thứ 5 là cái phòng mà tôi cảm thấy tôi bị nhão người. Bởi vì ngồi xem các bạn diễn rồi, cảm xúc nhiều khi bây giờ tôi đang buồn vậy rồi bắt tôi lên tôi cười liền, nó cũng hơi căng. Vâng, thưa quý vị, điều đấy là rất dễ hiểu bởi vì cảm xúc với những gì vừa diễn ra là có thật. Và để bỏ đi cái có thật đó để chúng ta đến với một cái có thật tiếp theo mà lại làm ngược lại cái có thật chúng ta đã có. Bây giờ anh cảm ơn em trước. Được. Anh biết em cứu anh là cái gì rồi. Là gì ạ? Em làm trưởng phòng số 5 đúng không? Không phải. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Quý vị một tràng pháo tay ạ. No, no, no. Thưa quý vị, cảm ơn em. Chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút. À thế à? Bye bye. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.